chào cả nhà. Ở Thayet là bán tất cả các loại sản phẩm từ đồ dùng gia đình, đồ ăn, thức uống, đồ trang trí, quần áo, khăn, mền, mùng, dép, dụng cụ vệ sinh, xà bông, gì cũng có em đây hết. Thiết bị máy tính, điện thoại. Hôm nay là gần Giáng sinh cho nên người ta trang trí theo kiểu đón Giáng sinh. Nhìn thấy một màu đỏ, màu xanh xanh. Jingle bell. Qua đâu cho này ok nè. Mua cho ông ba đôi luôn. Yeah, một đôi cho má mẹ, đôi cho chá chà. Dép này mang trong nhà mùa đông cho ấm. Này ok đó ha. Ok. Cái này cũng dễ thương. Cái này cũng dễ thương ha. Black Friday 30% off nè. Ok. Nó là mấy kiểu mà kiểu Giáng sinh dễ thương ha. Nhưng mà 30% off kìa, được mà giảm 30% kìa. Ok, quay. Con muốn mua ly cho con đẹp hả? Con muốn mua ly này á hả? Ok, để mình tìm cho mua cho. Mua chữ chơi của con nha. Cháu muốn nào? Mua thêm cái chú tuần lập này nè. Bỏ cho cây thông Noel trang trí trên bàn. Để lấy được hai cái áo này cho Mami. Kiểu thùy mị điệu đàn chút. Ngồi đó. Ngồi đang lựa áo đầm à. Cổ lọ chứ không phải mũ. Cái đầm mùa đông. Nhỏ lấy size. Cái đó mang bận vô mang về bút á. Yeah. Sao mày khói màu mấy màu nâu nâu vậy? Chứ giờ có màu gì nữa đâu. Có màu rêu đó. Màu gì vậy? Tượng trưng cho Noel. Cái đầm đó nhiêu cái? Dễ thương quá chứ hả? $28 là 30 đồng rồi, 600 ngàn. Đẹp á, mang giày bút cao gót tới cổ của mẹ. Cái này nó thoải mái hơn kia không? Thì bỏ cái mọi kiểu. Ở Thai gặp bán đồ cũng đẹp, cũng nhớ thương. Mấy cái đồ này đồ nguyên đồ bộ mặc mùa đông. Nguyên set. Mấy cái này nha. Rau mặt này 8 đồng một cái. Ok. 8 đồng. Mẹ lấy khăn mặt không? Lấy màu nào? Con lấy màu vàng, mẹ lấy nha. Cái nào 8 đồng đâu? Đó, vậy thì 8 đồng hết á. Bự không? Mua cho ba nè. Đóng rồi này. Đóng màu. Cái màu đó nhìn thấy cũ quá à. Không lấy cái con họa xiết á. Không.
Có đồ mấy đứa nhỏ cưng hả chứ? Chưa có, tôi thấy gái. Cái đây là hồ chơi ly lúc nhỏ cỡ 6 tháng nè. Này giờ hết chỗ lý rồi. Cái này có 24 minh nè, mà chỗ lý đó. Chỗ lý vừa không? 24 minh nè. Giờ ta hơn 2 tuổi rồi mua 24 minh. Thì bởi vậy. Nó nằm chẳng quản thấy ghê không? Mà hồ gì vậy phải không? Nó nói của chỗ lý. Hồ gì ở đầm cũng đẹp. Hồ đầm đẹp rồi. Dễ thương ha. Đời nhiều bộ. Một cô em gái, một cô một đứa con gái. 20 đồng, 400 ngàn bộ. Wow, vô lại cho xứ nè, thằng tiên của con rồi nè, cho đi. Đồ chơi quá trời nè con. Cho Lý chọn quà Giáng sinh. No, cái đó đồ của con trai con. Mua xe cho Winmart hả? Đi qua mua mấy cái. Winmart mua xe gì? Mua Hot Wheels thôi. Hot Wheels. Trong vui. Trời ơi, vô trong đây là nó ríu ráo, nó ríu. Cái này con có ở nhà rồi mà. Nhiều rồi. Để xem trời rồi. Trời nó xuống cả lát nó chán à. Để xem. Ở nhà nó có mấy cái nhà luôn mà giờ nó chỉ nữa. Nó thích vậy thôi chứ về nhà nó cầm chút xíu nó chơi nó quăng. Thằng gọi tìm mua xe Hot Wheels cho anh Vinh má. Thích không? Cái nhà con có cái đờ xem y chang vậy luôn. Cái Hot Wheels này nó nhỏ mà nó chất lượng ghê không? 30 đồng một bộ nè. Đủ loại luôn. Uh-huh. Nó chán cái kia rồi, nó chán đồ chơi này giờ nó quăng lên vậy nè. Giờ con muốn cái nào? Muốn Ryan. Muốn Ryan hả? Yeah, con lấy Ryan đi. Con lấy không được hả? Nè ok. Đó là nè, kỹ mẹ, đây là này nha. Ok. Này nha. Cái mua nào? Này màu này màu pin à. Mua nào? Này hả? Ok. Wow. Tá. Wow. Thấy không? Chú đi xé hả? Xé nó đi. Ok, về nặng đất xé chơi. Muốn nhiều lắm, vô đây là cái gì cũng muốn hết á. Muốn này, giờ đi muốn này. Rồi đi, đi. Baby nè, bà chơi baby nè. Nè, con gà nó yên nhỏ nhỏ nè con. Wow, beautiful. Mấy cái móc khóa hả? Mấy đồ đang trái nhà Noel nhỏ nhỏ, mấy đồng một cái, 3 đồng một cái. Năm nay đẹp ha. 300 đô một cây hả? 300 đô một cây thông này 6 triệu hơn á. Cũng đẹp ghê chứ. Wow, cây thông, mấy cây thông này đẹp nè Tô. Hai cái này đẹp ha. Đẹp ha. Thích cây chính giữa nè. Trời ơi, có phần ngọc đứng nó này đẹp ghê á. Wow, con thích cây thông Noel này nhiều không? Giờ con muốn đi đâu nữa? Wow, có mấy hộp quà. Mấy hộp quà dễ thương này cho đi. Đây nữa nè, thấy chú tuần lọc nào đẹp không? Hay là cái chú cũ của mình, chú cũ là giống cái trên mình, cái vải thì giống ông già Noel ở nhà của mình. Thôi, cái nhà có rồi thì thôi, lọ lấy này đi. Đồ Noel quá trời dễ thương luôn. Joy, Mary. Rồi. Không trang trí thì thôi, chứ đi tới này là thấy gì cũng đẹp hết. Kẹo bánh nhìn em ngon lắm. Nó bọc ở trong là chocolate với lại cái hộp đậu phộng. Hồi xưa ở Việt Nam, mỗi lần người thân ở nước ngoài về mua cho mấy cái này ăn, trời ơi, thèm ơi là thèm luôn. Win thích cái chocolate không vậy nè, mua cho Win thử một túi này. Trời ơi, bánh kẹo đầy vỏ. Ăn ở bên Mỹ là ăn sô-cô-la đã luôn á. Ăn cho súng răng luôn. Ok, chú Lý muốn này, ok. Muốn này nè nha. Muốn chú Lý đó, đúng rồi, hai hộp đó. Sữa có ai à? Thấy nó uống cái màu đỏ rồi mà. Phải đâu. Bà bả cho Lý uống sữa. Sữa có trò ha. Chả hả? Chữa hai gì, sữa rồi rửa gì. Đúng rồi, chữa cái trò luôn, không có sữa hơn gì. Lấy chỗ Lý một túi luôn hả? Ừ. Lấy túi nào, chọn túi nào? Làm được.
lấy blueberry không? Lấy cho em. Ờ cái này blueberry. Blueberry 4 đồng một hộp như vậy là 8 okay. Ngàn. Tươi đã ghê. Trời ơi, nó ăn bánh nè. Ngon không con? Mày mua trên giấy về chuẩn bị tuần sau ăn lễ. Loại nhỏ hả con? Chén nhỏ thì con đang lấy cái này nè. Cái này nhỏ được rồi, để bữa nào múc chút súp. Tại súp mình ăn như trong cái chén á. Cái kia to lớn á. Đi chơi. Ăn bánh đúng rồi con? Ngon không? Bé mi mua bánh hả con nói sao? Nói sao? Con ăn đi. Ok, còn mua gì nữa không hay đi về? Thôi về đi. Ok. Cái này bán đủ thứ luôn không? Con phải đi xe rồi ông già bắt con mặc mũi vừa thì con phải gì. Em tính tiền chuẩn bị đi về. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình vô bếp. Mình làm món nem nướng cuốn của Ninh Hòa mình quê mình. Bây giờ cả nhà cùng mình vào bếp để nấu cái nước sốt đặc biệt của nó nha. Thì nước sốt này mình gồm có nếp mình ngâm rồi mình giã cho nó hơi dập dập nát nát ra tí xíu. Rồi có thịt bằm, thịt heo á, bằm ra. Rồi có bột ớt màu để cho nó có màu cho nó đẹp với lại hơi cay cay tí xíu. Tại nhà mình người lớn ăn không mà. Mình đang thái hành tím với lại đầu hành xanh cho nó thơm trong cái khi mình phi cùng với lại cái thịt nạc xay của mình ở cả nhà. Rồi trong son đây là mình đang để dầu rồi nè. Mình phi hành cho nó vàng lên nha cả nhà. Sau đó mình cho một cái xíu bột ớt, hoặc là mình không ăn cay mình bỏ cái dầu màu điều cũng được, nhưng mà do nhà mình ăn cay được cho nên mình bỏ cái bột ớt, nó vừa có màu mà nó vừa cay. Đây rồi mình tao cái thịt nha. Trong cái thịt này mình tao á thì mình cho một tí xíu tiêu cho nó thơm. Một ít hạt nêm. Một ít hạt nêm nè. Cỡ khoảng một muỗng canh nước mắm. Mình không có nấu cái đường chi, nhà mình dùng chủ yếu nấu ăn cũng bằng đường phèn không à. Mình cho vài cục đường phèn vô cho cái nước, cái nồi nước của mình, nước dùng cái nước chấm của mình nó thanh. Mình tao tới khi thịt mình thấy nó chín mình cho ra ngoài, bắt đầu mình cho nếp vô, mình xào, mình nấu nếp. Nấu nếp tới khi mà nếp nó nở ra vừa phải rồi á, mình cho cái tô thịt mình á, đã tao qua rồi á, mình cho vô mình nấu cùng tới khi mà nó chín nhuyễn ra như cháo vậy á. Cái nước chấm này nó kiểu như cái cháo mình nấu rồi mình ăn vậy á. Quê mình là ăn nem bằng cái nước chấm như thế này nè. Sau khi mình đã xào nó chín nè, rồi mình cho nó ra tô nha. Cũng dùng luôn cái son này. Mình cho nếp vô. Mình cho nước vô. Mình để lửa vừa thôi nha cả nhà. Cho nó khỏi bị xích, bị dính ở dưới cái đáy son ấy. Mình cứ đứng mình khuấy nó hoài cho tới khi mà nó nở cái nếp mình ra. Sau khi cái nếp của mình nó đã
dẻo ra vậy rồi nè. Mình cho cái tô thịt hồi nãy mình mới vừa tao vô á cả nhà, thì nó ra được cái màu vàng này nè. Bây giờ mình cứ cho lửa thiệt là nhỏ, xong sau đó mình cứ đứng mình quậy đều gì hoài à, để cho nó không có bị xích ở dưới cái son. Tới khi mà nó chín rồi mình nêm, mình thấy nó vừa đậm đà vừa ăn là xong cái nồi nước rồi. Sau lúc mà mình ăn thì mình cắt ớt rồi vô thêm, còn bây giờ là nồi nước vậy đã xong rồi. Tới phần nêm, mình có nêm cái thịt nữa. Tay mình khi vào bếp thì mình đã rửa sạch sẽ rồi. Này là muốn cho nó không dính tay á, mình cho tay mình có một tí xíu dầu, nhưng mà mình không muốn dầu nó dính trong cái đồ ăn nhiều quá, tại cái này thịt nó cũng có một tí xíu cái mỡ mỡ, nó đã dầu rồi. Đã xỏ nêm xong rồi nha cả nhà. Mình để vô trong tủ lạnh chiều mình nướng, còn cái nước mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, mình đã cho ớt vô. Ăn cái nem cuốn này mình, cái đồ rau sống của mình gồm có hẹ nè, dưa leo, salad với lại lá tía tô. Ok, bây giờ mời cả nhà tiếp tục qua cái bước tiếp theo của mình là đây. Cuốn chả của mình là bên này nó, bên Mỹ nó bán cái loại bánh gì nè cả nhà. Đó, nó theo cái hình nè. Rồi mình gồm có hành và có tôm. Cái đây kêu là chả ram á, chả ram nem nướng cuốn. Bây giờ cả nhà cùng mình cuốn chả nha. Đây cái tủ bánh của mình, bây giờ mình gỡ bánh ra từng cái. Cái bánh này nó cũng gần gần giống bánh đậu xanh bên Việt Nam á, dạng vậy á. Mình gỡ ra, bắt đầu mình cuốn nha. Này cho cái nhà coi nè. Cho tí xíu trứng lên để khi mình chấm á. Đây mình bỏ hành, mình bỏ hai con tôm vô rồi mình cuốn lại. Thì dễ mà, món này nghĩ ai cũng sẽ làm được. Dễ mà lại rất là ngon. Đây. Cứ thế mà mình cuốn tới khi tôm của mình hết thôi. Cái này mình không nên bỏ hành quá nhiều nha, tại vì nếu mình bỏ hành quá nhiều trong lúc mình chiên á, nó bị mềm ra, nó không có ngon. Cái chả của mình nó không có giòn. Đây cả nhà, sau khi mình cuốn xong, giờ thành quả của mình được một đĩa này nè. Quá trời nhiều luôn không? Giờ mình sẽ bỏ vô tủ lạnh. Cỡ khoảng 1 tiếng nữa, gần tới giờ ăn tối mình mới chiên cho nó giòn. Trời ơi, đã nhìn cái son nước đó nè. Món này chỉ hơi có mất công tí xíu là ngồi cuốn cuốn thôi, chứ ăn ngon nhưng mà chuẩn bị nhanh gọn lẹ. Bây giờ mình đang chiên chả nè. Mình cuốn, mình để trong tủ lạnh 1 tiếng, đầu giờ mình chiên. Sắp có bữa tối ăn rồi. Cả nhà nhìn nè, mình chiên ra được một ít rồi nè. Nó vàng giòn ngon lắm. Miếng chả đã không? Thấy thịt ba rọi đã không? Còn với cô Tư. Cái này thịt ba rọi ướp với bột tỏi, bột hành. Nhìn giống như heo quay vậy à. Chút xíu nước mắm. Với lại dầu chiên vô. Thế là ướp. Món ngon đặc biệt không? Đây. Nóng quá, mới cậu Bôi đây. Cậu Bôi biết bao lâu rồi mới xuất hiện. Cậu Bôi bận ngoài à. Cậu Út á. Nêm nè. Đã. Mày cắt sao? Cắt dài ra. Cắt gì vậy? Sao không được. Cậu Bôi nãy ảnh đã. Hồi nãy cậu Bôi cổng lên cổ đã không? Đã ha. Buổi giờ mới được cậu Bôi. Bóc thử coi con ngon cậu Bôi. Cái này cá viên chiên nè cậu Bôi. Cắt gì em? Cá viên chiên chấm tương ớt. Rồi làm theo dây chuyền luôn coi. Là cái này tự làm đúng không? Ngon không? Tự làm hết á. Cái này người thì làm cắt ba rọi, người đứng cắt nem. Này mở nhà hàng chứ chuyện gì nữa. Này mở nhà. Mà quay video ăn không ta coi tới bụng chết. Nhà sinh hoạt gia đình liên tục.
Chị tôi nói nghe gì không? Nghe dì tôi mặc... cho Lý cho mặc áo đầm màu hồng luôn nhớ chi em nhả. Đó là dì tôi với cho Lý mặc áo đầm đời xem cùng màu hồng. Đẹp không con? Đã không con? Dì mà nó cũng cười vậy đó. Ui dễ cười lắm. Này nóng quá cắt không được đẹp. Cầm không dám cầm tay nóng quá. Mới nướng rồi cắt mới vừa ra lò luôn á. Đưa cắt cho. Đưa nhũ cắt cho. Nhũ qua cắt nó đi. Qua cắt này nè. Yeah. Đổi chỗ. Đổi nóng quá. Đổi chỗ đưa tay cho bạn. Đổi tài, hồi nãy cô Tư mới lấy thịt từ bếp ra nóng quá, cô Tư đứng cắt chịu không nổi. Nên giờ phải thay thế. Thay tài. Mùi ông lạnh lẽo ăn đòn nướng nè. Bỏ cái gì á, lấy cái gì á. Lúc bà còn đi học bà thấy bà mập tí hơn giờ phải không? Trời dưới đâu là hấp dẫn nhất luôn. Ủa nè, anh Vũ cắt cũng gần xong rồi. Còn mấy miếng à. Cái này có thơm á. Nhìn thấy chiều đây nhà mình đi chưa? Tuy đơn giản nhưng mà rất là ngon. Cắt mấy miếng thơm này. Bánh còn trái chưa bột nha. Ngon không? Hấp dẫn đậm đà. Thấy hấp dẫn chứ chưa. Thử đi. Vừa cắt vừa thử đi. Chưa thử chưa biết có đậm đà hay không. Nhìn là biết ngon rồi. Chiều nay nhà mình ăn món đơn giản hơn. Mốt nhà mình mở nhà hàng á. Chắc vậy quá. Tao theo nữa chứ. Mở mua xe rồi đi chạy bán gạo. Rồi. Mở xe bán chạy vòng vòng bán cuối tu ô hả? Ở đây ca sĩ ngồi hát là đó, ca sĩ. Tôi hát keo cơ lại. Hát bài boy. Đưa lại câu hỏi em ạ. Chứ giờ ba mẹ ăn cơm rồi còn nuôi con hò nữa. Vừa ăn cơm thôi. Ngon cậu boy. Rồi xong. Rồi dọn vô chuẩn bị ăn cơm thôi. Xong. Con ăn bánh gì vậy? Bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm ngon quá ha. Hồi nãy cậu boy cổng lên đi vai lên đã ha. Thiên kiều cậu boy chưa? Cổng nữa. Yeah. Cậu boy cổng cao. Hello mọi người. Chú Lý hello mọi người cái con. Thôi ba là ăn tối luôn nè ba. Cô nói thì sao con? Rồi cô Tư cô Tư vô bếp rồi cô Tư đẹp không? Bữa nay cô Tư vô bếp mặc cái đồng thấy quải luôn nha. Mặc nguyên cái xà bông bông ten. Thôi mời cả nhà ăn tối nha. Mời mọi người ăn tối. Ăn nem. Ăn nem cuốn. Nem nóng. Nem Ninh Hòa. Em Ninh Hòa huyện. Thật ra cái món này là nó đặc biệt là chỉ là đặc biệt do cái nước chấm thôi. Nấu kiểu mà sết giống như kiểu nấu cháo vậy đó. Nó đặc biệt là do ăn lạ thôi chứ không phải là nó khó nấu. Rất là đơn giản. Cô Tư làm video chuyện hướng dẫn nè. Cô Tư hướng dẫn rồi đó. Ông ấy kịp chì cuốn. Tại vì ai ăn cái món anh em nướng Nha Trang này cũng thấy cái nước chấm lạ. Ai cũng thích cái món nước chấm hết. Bỏ dừa là bỏ lên tròn lên trên đi. Cái làm miếng viên chiên trước rồi. Cái viên chiên mời mọi người. Hello chủ lý. Chủ lý nó thấy con boy ra nó mừng không ơi. To bằng ngoài cuốn đã rồi. Đây nè cuốn vậy nè. Ăn là ầm ầm với boy nè. Bỏ miếng salad nè. Leo nè. Mấy miếng nghệ nè. Đầy đủ các loại. Rồi miếng chả, miếng thịt nem. Anh nào bưng chén mắm ra. Có cái là lấy còn lấy gì nữa, đũa uống nữa không? Dạ không, đủ hết rồi. Uống lại. Ok, mời. Mời tí. Lấy nước chấm thôi. Đây, mắm đây. Thế này giỏi hả? Không chèo, không được chèo. Mời cả nhà ăn tối cùng với gia đình mình nha. Mấy phải mấy tháng rồi boy nó mới ngồi nó ăn tối cùng gia đình mình đó ha.
Bôi nó ở trong nhà mà giống như nhân vật lâu lâu mới xuất hiện. Đi cày. Bôi bận quá. Bôi bận đi cày. Cày trái giờ. Ăn đi mà bôi. Đó. Ngon hả? Cuốn này bôi cuốn vô cho sao ăn vậy? Hả? Nó không ăn rau gì hết. Nó không ăn được rau sống. Cuốn mà vô nó ngon cái miệng chứ. Cậu bôi ăn kiểu Mỹ không à? Cuốn hồi lâu chậm đó. Ngày hôm nay ở nhà dọn dẹp nhà cửa giặt giũ. Xong rồi đi Target mua ít đồ về vô bếp. Nãy dọn phòng cho cậu bôi chứ. Đang đi Target mà nhận được tin nhắn, tưởng tin nhắn nó kêu gì chứ. Tí nó rảnh dọn giùm bôi phòng nha. Tốt quá, em trai tốt quá. Em trai tốt quá. Bôi nêm chút nước mắm vô nó ngon bôi. Dạ. Đời phải có một thằng em trai để nó hành vậy á. Còn anh đi lấy banh, anh đi lấy banh trên đường đi về, đi về nhớ dọn phòng nha. Thấy không? Cho chén này không ăn hả bồi? Dạ không, thôi anh biết không? Anh chưa có chén múc cho anh nè. Chén là đúng rồi. Dạ. Bữa nay đi Target đó, ở ngoài đó bán đồ Noel trang trí âm sùm ngoài đó luôn. Ừ, đẹp ghê đó. Nãy con có chụp hình không? Đó, đó. Chạy lên Valley Fair mà có đường ngon nó chín luôn á. Tao đi shopping cái gì? Chưa lỡ mà vô, không có chỗ vô. Trên đó lúc nào cũng đông á. Cua đầu giờ luôn. Cái gì ba này phê ngoài nó đi. Nó của chưa lỡ mà chưa có xe mà sao đi đâu. Rồi, rồi lên đó anh chị. Đi vòng vòng mua tập đi thôi cái chị. Mua nha giờ ba. Mua cho ba đi. Ông ba không muốn mua nhiều thứ đó. Rồi muốn mua vậy. Thiếu gì mua đồ ấm, đồ lạnh gì. Cậu bôi là chuẩn bị đi mua cho ông mọi món quà rất là lớn luôn nha. Ờ đúng rồi, đồ ấm vậy 1-2 tuần nữa. Rồi đồ quà lớn là thùng gói nhỏ vậy biết gói cái quà về gói tặng ông ngoại. Nhà này cuối năm là có ông ngoại là sắp được có quà lớn thôi. Quà mặt đôi. Ông ngoại là chuẩn bị có một món quà là thiệt là bự luôn. Từ cậu con trai Út. Mua thôi mà có còn bỏ cái bông hoa chứ. Đúng gắn đi bên Việt Nam á. Biết sao in tên nữa, in tên nữa. Su xe Honda của ông ngoại. Rồi bây giờ cái chiếc RAV4 à? RAV4. RAV4 nó mát. Rồi RAV4 mát. Đằng nào lỡ mắt rồi mở mua chạy với chạy cho nó ngon lành. RAV4 giờ giá 30 mấy. Chứ mà không có nó bán rồi con. Cứ là nói gì á, thì RAV4 cũng được. RAV4 thì chắc cũng 30 mấy ngàn không bòi. 30 ngàn, lỡ mua luôn đi. Còn chiếc ba định mua bao nhiêu? Chứ định mua 27-28 ngàn gì à. Bây giờ cuối năm chắc khoảng 33-34 ngàn gì đó, lỡ. Rồi bây giờ mà từ khi cái dịch tới giờ là cái đồ phạt nó thiếu á, cho nên xe cổ mắc quá trời luôn. 7-8 ngàn chưa ra chưa cửa đó. Đúng rồi. Bây giờ dịch là cái gì? Bôi vậy là mỗi chiếc xe bây giờ đã tăng trung bình bao nhiêu ngàn bôi? 20%. 20% trị giá của so với hồi xưa hả? Dễ sợ ha. Cỡ 9-10 ngàn á cho một chiếc xe. Mà còn không có xe đã mua nữa tại vì đâu thiếu nhân công rồi thiếu đồ phạt á cho nên không có đủ đồ để lắp ráp xe cho nên là thiếu đồ không xe tăng giá quá trời luôn. Thiếu con chip. Thiếu con chip. Chip shortage. Cái đó sản xuất ở đâu? Ở Trung Quốc hả? Trung Quốc. Cái Trung Quốc đó, cái công ty lớn nhất là gì Taiwan gì đó, Taiwan Semiconductor. Là bây giờ thiếu chip cho nên cũng đâu ship có ở Mỹ có đồ để sản xuất đâu. Gì cũng thiếu ấy ha. Bởi vì nhu cầu cầu cao hơn cung. Người ăn ha. Cô muốn ăn bánh thông tôm không? Chú ăn bánh thông tôm. Cái sản phẩm này cái cửa ở trâu mình nó có cái nắp nó trơn kéo ra, chứ không phải cái gì cầm kéo ra đó. Cái lực phải dòng cao nhất đó là IS rồi gạch nối ở eo. Muốn gì mà sao giơ tay lên? Nó cũng 27 ngàn. Nhiều món mà biết ăn gì á. Cái hắn ba nói cho nó lại á, cũng 7-8 ngàn. Cuối cùng bây giờ là ba thích chiếc nào nhất? Ba nói ba định. Nó cao nhưng mà nó lại nhỏ. Chứ giống như là kiểu gì cũng cái thay gì cũng như là cái thay RAV4 là kiểu như là Camry nhưng mà cái con ba là kiểu như là Corolla vậy đó, kiểu nó cao mà cao nhỏ, nó không phải là hiểu không? Hiểu. 5 ghế hả? Nhưng mà giờ nếu mà ba đi coi thì ba sẽ ưu tiên coi hai chiếc nào trước. Thì cứ đi hãng Honda trước rồi tính sau. Đi Honda trước hả? Giờ phải chờ chắc qua Thanksgiving lúc cậu bôi bớt thời gian bớt bận mới đi. Cậu muốn rồi. Ủa còn kế hoạch đi Vegas tháng 12 sao rồi? Giờ cậu bôi sắp xếp đi. Mà bây giờ cậu đang bận chưa trả lời được. Bữa nay là cái bữa ăn đầy đủ, coi như sum họp trong gia đình. Tại mấy ít khi mà có cậu Út ngồi ăn chung bàn gì lắm.
Thì mẹ ăn đầy đủ sum họp trong gia đình thì ăn bữa ăn mà nước mắm ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Cho đã bởi con trai út luôn. Vui thấy ngon miệng. Trai út nói nhà có ba đứa con gái. Ra thì hết con cậu út ngồi đây cái là nước mắm cũng như là ăn thịt bò vậy á. Ngon lắm. Cậu lâu ngày có đứa con trai ngồi ăn chung gì cảm thấy nó vui trong lòng. Tranh thủ à, cuối tuần sau ăn nước mắm. Đúng rồi, ăn nước mắm cũng ngon mà. Còn gì to là mấy ngày cũng to. Nước mắm bôi vô làm cho mẹ ăn luôn. Bởi vậy mới thấy vị trí quan trọng của cậu Út đối với bà ngoại chưa? Không, cậu Út bận đó. Không mà thiệt cái cậu Út ở cùng nhà mà cũng ít khi nói chuyện, ít khi thấy mặt lắm. Đi làm rồi về vô phòng ở đóng cửa rồi làm việc rồi ngủ rồi đi chơi cũng thấy mặt mũi đâu á. Ê chú Châu ơi, con quay chú Lý kìa. Chú Lý ăn một miếng, chú Lý chịu miệng một miếng. Mẹ nè. Ôi cậu ơi, thôi thôi. Cậu đây, cậu cả của mẹ đây. Cậu cả rồi. Cậu đây đậu sáng kia nói ngon sao giờ nè. Cậu vô kiện mua cậu. Mua cũng như mua cái nhà mà như mua cho tới nó bớt bến luôn mà sao giờ nản là sao? Thì tao bớt mới nản đó. Ăn ảnh thằng cá viên chiên quá trời hả? Cá viên chiên nhậu ngon nè. Giống như Việt Nam ha. Nhiều món ngon không à? Thơm. Ừ. Cô Tư là không có cô Tư là nhậu nhẹt là mà. Cô Tư không nhậu chứ mà cô Tư thích ăn món nhậu không? Thôi bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại. Bye bye cho nhà, hẹn gặp lại video kế tiếp.